Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục Điểm tin 24 giờ của chúng tôi. Hy vọng quý vị sẽ có được những thông tin thật hữu ích. Và ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin chi tiết. Dàn sao Việt dự siêu đám cưới xa hoa của Phan Thành. Lễ cưới được diễn ra trong không gian đầy sang trọng của một trung tâm lớn với hai màu xanh trắng chủ đạo, đơn kết bằng pha lê vô cùng lộng lẫy. Đám cưới của thiếu gia Phan Thành và cô nàng hot girl Jimmy Chương đã diễn ra vào tối qua tại Thành phố Hồ Chí Minh trong sự chứng kiến của gia đình hai bên cùng quan khách là khá nhiều sao Việt. Lễ cưới được diễn ra trong không gian đầy sang trọng của một trung tâm lớn với hai màu xanh trắng chủ đạo, đơn kết bằng pha lê vô cùng lộng lẫy, hoa tươi cũng được trang trí khắp nơi. Được biết Phan Thành và Jimmy Chương đã chi cả hơn 20 tỷ đồng cho sự kiện trọng đại này. Đến chúc phúc cho hai vợ chồng còn có sự tham gia của nhiều sao Việt là các mối quan hệ thân thiết với cả cô dâu và chú rể như Mai Phương Thúy, các thành viên 365, Cường Đô La, Đàm Thu Trang, Khánh Vinh, Dương Triều Vũ. Bữa tiệc riêng tư nên khá hiếm hoi để có những hình ảnh được đưa ra bên ngoài, chính bởi thế mà những bức ảnh chụp ai sát khi tham gia tiệc cưới đã đặc biệt gây chú ý hơn cả, vẫn nét điển trai như mọi khi. Ai sát trong bộ sít cơ bản vẫn thu hút mọi ánh nhìn. Bức ảnh chụp chung với Phan Thành Isaac khiến khán giả la ó vì là khách mời mà visual lại lấn lướt cả nhân vật chính. Là một trong những tin vui đầu năm 2021, có thể thấy sự hoành tráng của lễ cưới đã khiến ai quan tâm không khỏi choáng ngợp, cùng chúc cho cặp đôi sẽ có cuộc hôn nhân đầy viên mãn. Jimmy Trương tên thật là Trương Xuân Minh Thảo, cô nàng sinh năm 1992, được biết tới là ái nữ của bà Võ Thị Xuân Trang, hiệu trưởng ngôi trường được mệnh danh chỉ dành cho giới nhà giàu. Bà Xuân Trang còn giữ vị trí giám khảo của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Cặp đôi Phan Thành và Jimmy Trương công khai hẹn hò vào tháng 11 năm 2017. Cả hai thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào, không ngại công khai tình tứ và tương tác qua lại trên trang cá nhân. Chặng đường yêu đương của cả hai dù gặp không ít sóng gió, khi hợp lúc tan, tuy nhiên cái kết viên mãn cũng đã tới khi chàng và nàng quyết định về chung một nhà.